Vì sao trời lạnh khiến nhiều người thèm ăn lẩu? Mặc dù bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi, nhưng đúng như lời một nghệ sĩ nhân dân nào đó, trời đổ mùa đông giữa là mùa hạ. Cuối tuần gió se se, còn gì tuyệt vời hơn là được bạn thân mời một nồi lẩu thì nó cứ phải gọi là mê 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 mê. Nhưng liệu bạn đã biết lý do tại sao mỗi khi trời lạnh, chúng ta lại thèm thuồng một nồi lẩu nghi ngút khói hơn bao giờ hết không? Lý do là bởi khi trời lạnh, sự trao đổi chất trong cơ thể ta dường như cũng lười hơn và quá trình này diễn ra chậm lại. Khi bạn càng cảm thấy lạnh thì sự trao đổi chất ấy cũng sẽ chậm theo. Bởi thế nhiều người chọn ăn thực phẩm ấm nóng như một cách để làm ấm mình lại. Nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra rằng khi trời lạnh mà được ăn thực phẩm nóng và đầy hấp dẫn như lẩu, thêm chút ớt sa tế cay cay nữa thì dopamine, hormone giúp hình thành nên động lực, sự thỏa mãn kích thích mạnh mẽ. Sự kích hoạt với cường độ cao ở khu vực trên vỏ não này sẽ phần nào ảnh hưởng tới nhận thức và ý thức, khiến bạn sung sướng và hạnh phúc hơn. Gửi ngay bài này cho người bạn muốn rủ đi ăn lẩu cùng nhé.